Chào cả nhà, cảm ơn cả nhà đã đến với kênh của mẹ con anh Thư ha. Mình chúc cả nhà ngày mới an lành, hạnh phúc, sức khỏe và may mắn nha. Bữa nay là theo ý kiến của em Băng Thái. Băng Thái nói là chị anh Thư nấu cái món cà ri vịt đi chị anh Thư ơi. Thì hôm nay chị sẽ nấu cái món cà ri vịt nha. Và cũng nấu mời cả nhà cùng các bạn cùng ăn món cà ri vịt chấm bánh mì hoặc là ăn với bún cũng được ha cả nhà. Đó, bây giờ là mình sẽ giới thiệu nguyên liệu để mình nấu cái món cà ri vịt gồm những gì và nấu sao cho nó cái độ béo của nó béo vừa phải, không có béo ngậy khó ăn ha cả nhà. Mình nấu cái độ béo nó vừa phải thôi thì nó sẽ ngon cho cái món ăn. Và các bé nếu nấu béo quá chắc các bé ở nhà nó không thích ăn đâu, nên mình nấu cái độ béo vừa phải thôi ha cả nhà. Đó, bây giờ mình sẽ giới thiệu nguyên liệu và xuống bếp nấu. Mời cả nhà cùng dùng món cà ri vịt với mẹ con anh Thư nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái thau ướp nha cả nhà. Mình ướp rồi mình sẽ đem đi mình nấu cho cả nhà cùng dùng nha. Ở đây. Rồi mình sẽ cho tương dầu vô cái nồi của mình nha. Cái hũ tương dầu này là vừa đủ nấu cái nồi của mình nên mình không có lường mấy muỗng nha cả nhà. Tại của mình nấu mình nhắm ở ngoài mình nhìn thì mình sẽ biết được là nó vừa cái độ của nó chưa nha cả nhà nha. Còn nếu các bạn nấu ít thì các bạn nấu nửa phần tương dầu phần này thôi. Đó. Rồi các bạn sẽ cho bột cà ri và lá khô. Nếu mà các bạn có lá tươi á thì mình nghĩ nó sẽ thơm vị hơn nha cả nhà. Có lá tươi thì ướp nó sẽ cái vị của nó sẽ thơm hơn, nhưng mà không có thì nó cũng thơm lắm cả nhà. Nhưng mà bỏ thêm vài lá tươi á, nhiều khi á mắc cười lắm, mình đi ngang thấy người ta trồng cái cây lá cà ri này, cái lúc đó thì mình chưa có cần để nấu. Còn bây giờ khi mình muốn nấu á thì lại là kiếm không biết nhớ là nó nằm ở đâu, nhiều khi tức cười lắm cả nhà. Đó, mình ướp một ít bột nêm ha, mình ướp đường vàng và một ít bột ngọt. Mình sẽ không sử dụng muối trắng xay và mình sử dụng muối hộp ha cả nhà. Một muỗng cà phê đầy muối hộp. Còn sữa tươi thì khi nào mà mình ướp xong khoảng chừng tí xíu 5 phút đi thì mình mới đổ sữa tươi vô ha. Sữa tươi không đường nha cả nhà. Rồi cả nhà ướp, nhưng mà cả nhà khi mà mình ướp cái này khoảng chừng nửa tiếng, mình 40 phút gì đó mình hả nấu rồi cả nhà, cho nó thấm nha. Đó, khi mà mình đã ướp vậy rồi thì mình sẽ cho sữa tươi không đường nè cả nhà. Mình xài hơn nửa chén sữa tươi không đường nha. Cả nhà mình ướp như vậy rồi, nhưng mà thỉnh thoảng mình đi qua đi lại thì mình cũng trong khoảng thời gian 40 phút đó thì mình đi một vòng, cái mình là đeo cái bao tay này vô mình đảo tiếp nha, đảo cho nó đều nha cả nhà. Mới ướp thôi mà ra nghe mùi cực kỳ thơm rồi cả nhà ơi, rất là ngon luôn. Nấu theo cách này đó của mình á thì sẽ cái độ béo của nó không có bị béo mà ta kêu béo quá béo ngậy khó ăn á. Mình nấu cái kiểu này nó chỉ béo dễ ăn ha cả nhà, nên mình ăn bánh mì với lại bún rất là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái khâu mình bào khoai lang nha. Rồi bây giờ khoai lang mình sẽ cắt, mình cắt khúc khúc gì lát mình chiên nha cả nhà. Mình chiên sơ khoai lang gì nè để mình nấu khoai lang mình nó không có bị bể nha, với nó dẻo ha. Mình bỏ vô cái thau nước mình bỏ muối này nè đó, để cho cái khoai lang mình nó không bị đen nha cả nhà. Mình sẽ chiên ha. Nhà cắt hết cái khoai lang này. Tùy theo cả nhà mình muốn ăn nhiều ít khoai lang ha. Thích ăn nhiều thì mình sẽ mua khoai lang nhiều mình nấu. Còn mình thì nhà mình này cũng có người thích cũng có người không thích. Thành ra mình nấu vừa thôi. Mình mua 5 củ khoai lang. Cứ như vậy cả nhà cắt hết cái khoai lang của mình. Và nhớ nha,
cắt và bào lọc. Khi mà bào vỏ khoai lang là cả nhà cũng phải ngâm vô muối nha. Và khi mình cắt như thế này thì mình cũng phải ngâm vô muối. Khi nào các bạn chiên các bạn hãy vớt khoai lang ra nha. Rồi bây giờ cả nhà mình đập dập xả nha cả nhà. Ở đây mình có 4 cây xả nè. Đó, các bạn đập dập vậy nè. Mình nấu nó mình xào lên là mình bỏ vịt vô mình xào ha. Cái này dài quá thì mình sẽ cắt làm đôi ha cả nhà. Đó, cắt làm đôi. Rồi bây giờ mình đem đi mình xào với vịt rồi mình nấu ha. Rồi cả nhà mình xào lên nha. Trộn xào cái vịt của mình lên. Xào cho nó thơm và nó săn cái vịt của chúng ta lại. Rồi chúng ta mới bỏ nước ha. Mới có xào mà đã nghe mùi thơm rồi nữa rồi. Để cho nó săn rồi chúng ta đổ nước nha. Bây giờ cái nồi mình bắt bếp lên rồi mình cho dầu vô nha cả nhà. Dầu vô mà mình cho xả. Xả mình xào lên nha. Mình xào cho xả nó thơm lên rồi mình bỏ củ hành với tỏi vô mình xào ha. Thơm lắm cả nhà, rất là ngon luôn. Nghe cái mùi là rất thơm rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho xả với củ hành băm vô nha. Đó, khi cái xả với cái củ hành băm của mình nó phải có cái mùi thơm và hơi ngã vàng tí nha cả nhà. Đó. Khi đó thì chúng ta mới cho cái cà ri vịt chúng ta ướp. Rồi bây giờ chúng ta bỏ vô chúng ta xào ha. Vịt của chúng ta đã săn lại rồi, chúng ta đổ nước vô nha cả nhà. Ta đổ nước ngắm sao mà nhà mình ăn bao nhiêu nước hay là mình nhìn mình nấu nhiều ít thì mình nhắm chừng mình nấu ha. Nếu mà cả nhà nấu như là nước dừa cũng ngon lắm cả nhà, ngon hơn là mình nấu nước này. Còn hôm nay mẹ anh Thư sẽ nấu nước không nấu nước dừa ha, tại một lát mình sẽ có sữa tươi nè, mình đã ướp rồi nè, mình có nước dừa cốt nè và mình có bột nước dừa và sữa đặc nữa nên sẽ rất là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ cho dầu vô cái chảo ha cả nhà. Mình sẽ chiên sơ cái khoai của mình nha. Cho mình nấu một hồi là khoai của mình nấu nó không bị bể ra nha cả nhà. Và khoai nó sẽ có cái độ dẻo nha. Chúng ta chờ cái chảo nóng được. Mình sẽ bỏ khoai vô chúng ta chiên nha. Đó. Chúng ta chiên sơ thôi, không cần chiên vàng nha cả nhà. Để khi chúng ta nấu nó sẽ khoai sẽ béo và nó sẽ giữ được cái độ cứng của nó hơn là mình bỏ trực tiếp vô cái nồi, nó sẽ nhừ khoai không ngon cả nhà ơi. Đó. Cả nhà chiên ha, chiên tương tự như vậy thì mà nó vàng hơi thôi cái nhà, không cần nó chiên hoặc màu quá, gọi là mình chiên sơ đó. Đó. Nó hồi cái khoai của mình nó sẽ không bị bể nhừ ra, nó giảm cái bể nhừ ra, nó dẻ vô cái khoai rồi đó khi mình chiên đó, rất là ngon đó cả nhà. Mình nấu cái nồi bún cái nồi cà ri vịt này mới bắt lên mà nó đã nghe mùi thơm rồi nè.
ở nhà nấu theo cách của anh mẹ anh Thư ha, là nấu nó không có bị cái dạng như người ta nó không có bị béo ngậy, béo quá khó ăn lắm cả nhà. Cà ri mà mình nấu béo quá khó ăn lắm. Chia sơ nữa chúng ta mới vớt ra nha. Rồi mình sẽ vớt ra nha, mình chiên sơ thôi cả nhà, chiên như vậy là vừa nha cả nhà. Đó, một tiên tự như vậy, cứ mình cứ chiên hết cái khoai mình nấu á. Rồi mình sẽ một tí xíu nữa, vịt mình đã hơi mềm thì mình sẽ cho khoai vô ha cả nhà ha. Đó cả nhà ơi, thấy cái nồi cà ri vịt của mình ngon không cả nhà? Cái này là mình chưa có bỏ nước dừa, chưa có bỏ sữa đặc với lại bột nước dừa ha. Một lát bỏ vô là nó béo béo ngon lắm cả nhà. Nhưng mà cả nhà nấu theo theo cách của mẹ con Thư nấu ăn thử ha. Cái cách này nấu là nó cái độ béo của nó vừa phải, không có béo ngậy. Béo quá ăn nó mau ngán. Và mấy trẻ nhỏ có vậy chứ cụ không có thích béo quá cả nhà ơi. Mình nấu theo cách này giúp các bé ăn, có thể là các bé sẽ thích hơn ha. Đó, mình chờ nó sẽ mềm tí rồi mình cho khoai lang ha. Rồi mình sẽ nêm lại ha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái chén nước cốt dừa ra cái tô nha cả nhà. Đó, chén cốt dừa mình sẽ cho ra cái tô. Và mình sẽ cho sữa đặc. Và chúng ta bỏ một ít bột cốt nước dừa vô nha. Bột cốt nước dừa này á là để cho cái nước của mình á, nước cà ri á, nó sẽ có cái độ sánh nha cả nhà. Đó, cả nhà quậy đều ra. Cái bột này là để cho cái nước của chúng ta sánh, chúng ta ăn bánh mì chấm á nó ngon, nó sạch ngon lắm. Rồi chúng ta quậy đều ra, rồi lát rồi chúng ta sẽ bỏ vô cái nước cà ri ta đang nấu nha. Và trà gừng và giấm với muối để khử cái mùi hôi của cái da, cái mùi hôi của cái da của con vịt á. Mình không rửa vậy thì mình nấu lên nó sẽ mất cái mùi thơm của vịt ha, nó sẽ hôi, nấu không ngon ha cả nhà. Nên mình đã rửa giấm, gừng và muối ha, và chặt ra luôn rồi cả nhà. Đó, và đây là mình nấu thì có khoai lang và củ hành trắng nè, củ hành tím, tỏi băm và sả. Thì gia vị để mình nấu cái cà ri vịt là mình nấu có là cái này là một chén nước cốt dừa nha cả nhà, và nửa chén nhỏ của sữa đặc ha, và đây là sữa tươi không đường nha cả nhà, và đây là bột cốt nước cốt dừa để cho cái tạo cái độ sánh cái nước á. Chúng ta ăn bánh mì nó có cái độ sánh, mình bỏ cái bột nước cốt dừa này vô thì cái độ sánh nó kẹo, hơi kẹo, nên mình ăn bánh mì nó sẽ ngon ha. Và đây là cà ri dầu, tương cà ri dầu á cả nhà, để mình ướp ha. Thì ở đây mình cũng có là đường vàng nè, bột ngọt và muối hột nha cả nhà, và bột nêm. Và đây là bột cà ri á cả nhà, bột nè, và đây là lá để mình nấu cà ri cho nó thơm nè ha. Nếu mà cả nhà có lá tươi á, cả nhà nấu kèm vô thì nó sẽ thơm hơn. Cái này cũng thơm nhưng mà cái độ thơm của nó khô thì nó chắc nó không bằng lá tươi ha. Đó, cái gia vị để mình nấu cái món cà ri vịt ha cả nhà. Đó, khoai lang thì bây giờ mình sẽ bào khoai lang và ngâm một ít nước vô cái thau nước đó, mình bào mình bỏ vô ngâm nó không có đen ha. Đó, một giờ mình sẽ cùng cả nhà xuống bếp nấu với mẹ con Thư ha. Giờ mình sẽ bỏ khoai lang vô nha cả nhà. Khoai lang mình chiên rồi, giờ mình sẽ bỏ vô, mình sẽ cho nó sôi tí xíu nữa mình thử coi cái mình theo mình thì vịt mình cũng đã mềm rồi nè các bạn. Đó, các bạn thấy là vịt mình cũng đã mềm rồi nè, thơm bát ngát luôn á cả nhà ơi, thơm cả làng luôn.
nấu mà thơm ra tới đầu ngõ luôn. Rất là thơm luôn. Rồi mình sẽ cho sôi khoảng chừng 5 phút nữa thì mình sẽ cho nước cốt dừa và mình bỏ cái hành tây sắc muối vô là món ăn mình đã hoàn thành nha cả nhà. Rồi cái vịt của mình nè các bạn, mình lấy cái đũa mình xiêm vô là cái vịt mình nó mềm rồi nha cả nhà. Đó, bây giờ mình sẽ cho nước dừa. Hồi nãy mình có hướng dẫn là nước dừa đó, là mình đổ vô nha. Nước dừa và bột nước dừa và sữa đặc nha. Tại vì cà ri là ăn là phải có vị ngọt nha cả nhà nha. Cà ri vịt nó phải có vị ngọt. Đó, bây giờ mình sẽ chờ cái nước dừa mình sôi lên. Rồi mình mở lửa vừa lại thôi nha cả nhà, đừng có mở lửa lớn quá. Trong thời gian chờ nó sôi lại các bạn vớt luôn cái mấy cái xả mà chúng ta hầm á, chúng ta vớt ra đi nha. Vớt hết mấy cái xả ra. Trời ơi, thơm ra tới đầu ngõ luôn cả nhà ơi. Thơm lắm. Quá ngon luôn cả nhà. Bây giờ chúng ta sẽ nêm lại nha cả nhà. Nêm lại cái nữa đi rồi chúng ta sẽ bỏ củ hành. Mình thấy nó hơi thiếu tí xíu, mình sẽ dằn thêm ít muối và ít bột ngọt ha. Đó. Rồi mình sẽ cho củ hành sắc muối cao nha cả nhà. Củ hành mình sắc muối cao á. Rồi mình sẽ cho vô luôn. Rất là ngon cả nhà ơi. Quá ngon luôn. Khi cái bọt béo này nè nó sôi lại thì cả nhà chịu khó vớt bớt ra đi cho cái nồi nước lèo của mình nó đẹp ha. Còn các bạn mở lửa nhỏ xíu thôi cho mắm thôi để mình ăn ha. Rồi đây là thành phẩm của mình nè cả nhà. Cái lá này là lá thơm nấu cà ri với cả nhà. Và đây là khoai lang mình cũng đã nấu, cả nhà thấy không, nó mềm, khoai lang chín mà khoai lang nó không bị bể ra nè. Rất là ngon luôn đó các bạn. Rồi mình múc ra tô và mình có ăn kèm một ít dưa leo đi ha. Có bún, có bánh mì, có cơm. Ai ăn gì ăn nha cả nhà. Đây là mình phải ăn kèm, nhất định là phải có muối ớt. Đó. Rất là hấp dẫn. Mình đã quay nấu xong cái món cà ri vịt nha cả nhà. Và có bún, có cơm, có bánh mì. Đó, bây giờ mà mình sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức cái cà ri với mẹ con Thư nha. Đó. Cái độ béo của nó thơm lắm, nó có sữa đặc với lại sữa tươi đó cả nhà. Rồi nước cốt dừa nữa, nước cốt nên rất là ngon. Mời cả nhà. Ngon ngọt ngon. Muốn ớt rồi nè. Cái độ béo vừa phải, ăn không có ngán cả nhà ơi. Vịt nè. Nhà cũng mềm lắm, vịt này xiên nạc luôn, ít mỡ lắm, mềm lắm cả nhà ơi, ngon lắm. Cái khoai lang á, cái nhà chín rồi ha, cái nhà nãy không nấu đâu rồi, bể ra đâu. Là do mình chiên sơ trước á, nên mình nấu nó sẽ không bị bể. Ăn cà ri vịt là phải có muối ớt, muối tiêu chanh. Nhưng mà muối ớt thì ngon hơn muối tiêu chanh ha. Mình cũng sẽ ăn kèm với một ít dưa leo. Đó, mình nấu nó mềm, mềm ngon lắm.
Còn bữa cơm mình bữa nay là mình cho cả nhà cùng ăn cà ri vịt ha cả nhà. Có bún, có bánh mì, có cơm, thì ba cái món đó cả nhà cùng thích, ai thích ăn cái gì thì ăn ha. Và mình cũng cảm ơn cả nhà đã đồng hành và góp ý cho mẹ con anh Thư thời gian qua. Cảm ơn tất cả các anh chị em ha. Mình cũng chào cả nhà, chúc cả nhà ngày mới tràn đầy hạnh phúc, niềm vui, may mắn nha. Hẹn cả nhà lúc sau nha.